Chị đâu rồi chị rồi? Chị Khánh Phương hả? Khánh Phương ơi, chị đặt hàng trên line bên em đã gọi chốt chưa chị ơi? Những chị nào mà đặt hàng trên line mà không thấy bên em gọi chốt, tức là số điện thoại của mình sai á, thì mình inbox trực tiếp lại cho em để mà bên em chốt hàng lại cho mình nha. Tại vì nhiều khi mình cho số điện thoại mà bên em gọi cho mình không được thì chưa chốt hàng được, chưa gửi đi được mấy chị nha. Đúng rồi, Lúa Phương, Lúa Phương lấy 8 máy 80 chốt cho em số điện thoại nha Lúa Phương ơi, chốt cho Võ Minh Anh B103 nè. Tóc cột thẳng có nha Khôi Hoa ơi. Rồi cái mẫu em đang mang là 3030. Về. Em ra nước đi. Không, kêu ảnh đi. 3030 nha. Rồi ai lấy cái mẫu này comment cho em là 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em. Chốt cho Nhi Yến nè, lấy tóc mái nè. Rồi bộ em đang mang là 3030 nha. Ai lấy mẫu này comment cho em là 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 220 một bộ tặng kèm lưới chùm nha mấy chị nha. Rồi em đang mang là nâu vàng nè, em có sô cô la và màu đen nữa nha. Ba màu tất cả nha. Chị nào lấy cái mẫu này comment cho em là 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em. Rồi em chốt cho Lúa Phương nha. 3030 lấy màu gì chốt kèm số điện thoại luôn giúp em. Là vít cục ngang cổ nha. Bộ này là siêu đẹp nha mấy chị nha. Mà đội rất là thoải mái luôn nha. Rồi em qua mẫu luôn nha. Qua mẫu luôn. Xem cột thẳng đúng không? Em lên cột thẳng nha. 3030 là 220.000. Chốt cho Khánh Phương là lấy thêm 30 nâu vàng. Ok chị Khánh Phương inbox địa chỉ trực tiếp qua Messenger giúp em nha chị ơi. Ngoạm là 130.000 nha Rosie Nguyễn ơi. Rồi đây nha. Dài ngang máy thưa là sao chị ơi? Rồi đây nè. Cột thẳng nha, em đang mang là cột thẳng nè. Ai lấy cột thẳng thì chốt cột thẳng kèm số điện thoại luôn giúp em. Loại này là dài 60cm mấy chị nha. Đủ 3 màu nè, lấy màu gì chốt màu giúp em. 100k một cái cột thẳng này nha. 3 màu nâu vàng, sô-cô-la và đen. Chốt giúp em là cột thẳng kèm số điện thoại luôn giúp em. Chốt cho Sumi 3030 nè. Chốt cho Lê Thị Ánh Ngọc kẹp nâu vàng nha. Rồi em qua mẫu luôn, chốt mã màu kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Rồi em qua luôn cột xăng cho mấy chị xem một lần luôn nha, nha mấy chị nha. Cột thẳng chốt kèm số điện thoại luôn cho em nha. Cột xăng cũng có đủ 3 màu luôn nè. Cột xăng này là 50cm nha. Rồi ai lấy cột xăng thì chốt cột xăng kèm số điện thoại luôn giúp em. Cột xăng dài 50cm nha, dài nửa lưng dài vừa nha. Rồi mình chốt giúp em là cột xăng 50cm kèm số điện thoại luôn giúp em. Chốt cho Hảo Hảo nè, chốt cho Khôi Hoa nha. Rồi em qua mẫu luôn nha. Ai chốt hàng kèm số điện thoại luôn cho em. Tóc ombre nhỏ Trần ơi, ombre đợi chị xíu nha em ơi. Bây giờ chị đang like mẫu không kịp, ombre là chị sẽ like sau nha em nha. Rồi em qua mẫu tiếp nè, ngoạm xoăn dài nhất em lên cho mấy chị xem. Ngoạm xoăn dài nhất nhà em là mã N46 nha. Là ngoạm xoăn dài nhất nè. Tóc thẳng nha em, loại ngắn là 50cm đó chị ơi, là loại đó loại vừa đó. Cột xù dài 60cm có nha chị nha. Rồi cái ngoạm em đang mang là ngoạm dài nhất nhà em là mã N46 nha. N46 nè. Ai lấy cái ngoạm này comment cho em là N46 kèm số điện thoại luôn giúp em. Ngoạm N46 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Đây nha, 3 màu nâu vàng, sô-cô-la, màu đen. Mình xem form chốt màu giúp em là ngoạm xoăn dài N46 kèm số điện thoại luôn giúp em. Ok, chốt cho Khôi Hoa nha Khôi Hoa ơi. Bộ ngắn em mới mang 3030 đó Khánh Hoa ơi. Rồi em qua mẫu luôn, chốt giúp em là N46 nha. Đây là N46 nha. Dài 60-65cm, dài nhiều mấy chị nha. Rồi em qua mẫu tiếp nè. Rồi hồi nãy chị đã hỏi cái ngoạm ngắn đúng không? Em lên luôn ngoạm ngắn nha. Nguyên đầu tóc thẳng ok. Rồi đi nha, ngoạm ngắn này là 130.000 nha. 3 màu nâu vàng, sô-cô-la và màu đen. Rồi ai lấy cái ngoạm ngắn này comment cho em là N52 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. N52 kèm số điện thoại luôn giúp em. N52 là ngoạm ngắn nha mấy chị nha. Rồi chốt mã màu kèm số điện thoại luôn giúp em. Mỗi mẫu đều có 3 màu nha. Nguyễn Nguyễn nè, N46 là 130.000 nha mấy chị. Tóc kẹp nửa đầu bây giờ inbox giúp em. Tại bây giờ em like không kịp mẫu rồi mấy chị ơi. Rồi em qua mẫu tiếp nè. Cột xù nè, em qua cột xù nha. Rồi ai chốt hàng mình comment mã màu kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Bây giờ em sẽ không đọc comment nữa nha mấy chị nha. Em không có đọc và chốt comment nữa, cho nên ai chốt hàng mình thì bên em sẽ tự lưu thông tin cho mình nha. Chốt cho Mai Vũ N46 xem búi hoa. Rồi chốt cho con mèo nè. Búi hoa dây rút hả? Búi hoa dây rút inbox giúp em được không? Trên live em chỉ like búi hoa kẹp thôi. Búi hoa dây rút inbox cho em nha. Rồi cột xù này là 100k nha. Cột xù này là 100k. 3 màu nâu vàng, sô-cô-la và đen nha. Rồi ai lấy cột xù thì chốt cột xù kèm số điện thoại luôn giúp em 100k nha. Cột xù kèm số điện thoại giúp em 100k nè. Đủ 3 màu nha. Loại nhà em là loại siêu dày mấy chị nha. Rất là dày dặn luôn nha. Cả đầu ngắn là 220.000. Đầu cả đầu dài ngắn là 220.000 nha. Rồi em coi mẫu luôn. Cột xù kèm số điện thoại luôn giúp em đủ 3 màu nha. Dạ em thấy chị Châu Châu nha, chị Châu Châu ơi. Rồi xem lại tóc ngắn giúp em nè.
Rồi chia sẻ like mạnh mạnh lên giúp em với chị nha. Rồi chốt cho Nguyên Nguyên, chốt cho Nguyên Nguyên, chốt cho Huyền Huyền Thoại nè. Rồi đây nha. 3030 nha, em đang mang là 3030, vít ngắn 3030. Rồi ai lấy cái mẫu này comment cho em là 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em, ngoạm xù em có nha chị nha. Rồi 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 220 một bộ tặng kèm lưới chùm nha. Ai lấy mẫu này comment cho em là 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em. Ngoạm xuân dài nhất có nha chị ơi, ngoạm xuân dài nhất là em có 70 cm nha chị nha. 3030 nè, 220 một bộ tặng kèm lưới chùm nha. Em đang mang là màu nâu vàng nha. Rồi em có màu nâu sô cô la và màu đen nữa. Ba màu tất cả chốt giúp em là 3030 kèm số điện thoại luôn nha. Chốt cho bún cá nha. Rồi qua mẫu luôn 3030 nè. Đây nha, rất là đẹp luôn nha. Rồi qua mẫu nè, xem ngoặm thẳng dài giúp em nha, ngoặm thẳng dài nhất nha. Chị nào comment em trả lời không kịp thì mình inbox trực tiếp giúp em nha mấy chị. Rồi ngoặm thẳng nha. Ba màu nâu vàng, sô cô la và đen. Rồi loại em đang mang là 70 cm mấy chị nha, đủ ba màu nha. Chốt giúp em là ngoặm thẳng dài nhất kèm số điện thoại luôn giúp em. Ngoặm thẳng dài nhất kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Rồi chốt cho đâu rồi? Chốt cho Hương Thu nè. Tóc mái có như chim sâu ơi, mái là 80.000 nha. Chốt cho Trần Thảo 3030 nè. Thấy Đoàn Thủy Hiền nha. Rồi mình chốt hàng mình cứ kèm số điện thoại cho em nha, hoặc là mình kỹ hơn mình inbox trực tiếp cho em nữa mà không bị trôi đơn nha mấy chị nha. Cả đầu xăng nhẹ ngắn hả? Xăng nhẹ ngắn là em có 8161 nha. Rồi cái bộ em đang mang là tóc mái nè, tóc mái là 80.000 nha. Ai lấy mái thì chốt tóc mái kèm số điện thoại luôn giúp em, tóc thẳng móc lai có nha Trần Ngọc Ánh ơi. Thẳng móc lai có nha, lấy cho chị là nâu vàng lai kim đây nha. Rồi ai lấy mái thì chốt tóc mái giúp em nha, nâu vàng, sô cô la và đen ba màu nha. Rồi chốt giúp em là tóc mái kèm số điện thoại luôn giúp em. Tóc mái kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Xoăn cả đầu ngang ngực hả chị? Rồi em lên 8170 cho chị xem nha. Xoăn cả đầu ngang ngực là em có 8170 trên ngực chứ. Like 74 hả? Châu Châu ơi lấy 74 hả chị? Lấy 74 chốt cho em số điện thoại đi chị ơi. Rồi đợi em tí xíu nha. Rồi bộ này là 8170 nè. Xoăn lửng dài 40 cm nha. Xoăn lửng dài 40 cm mã 8170 nha. Ai lấy mẫu này comment cho em là 8170 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Em chốt cho Châu Châu mã 74 nha. Ship Hồ Chí Minh là 30k nha Nguyên Nguyên ơi. Rồi mã này em đang mang nè là 8170. Ai lấy mẫu này comment cho em là 8170 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Tóc thẳng móc lai chị đang qua mẫu cho em xem nha. Rồi ai lấy mẫu này comment cho em là 8170, em đang mang là sô cô la. Rồi em có màu nâu vàng và màu đen nữa nha mấy chị nha. Ba màu tất cả nha. Rồi mình chốt cho em là 8170 kèm số điện thoại luôn giúp em. 8170 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Khánh Phương hả? Không có mã nào 8160 hết chị ơi, chị có bị nhầm không? Rồi 8170 kèm số điện thoại luôn giúp em. Mai Vũ. Mai Vũ ok Mai Vũ nha, nghe đọc comment cơ nghe. Rồi em qua mẫu nè, tóc thẳng lai kim nha. Đây tóc thẳng lai kim nhà em là siêu hot luôn. Chốt cho Thảo Vân tóc mái nè, chốt cho Hương Nguyễn nè. Rồi Sam Linh lấy 8170 đổi lấy bộ kia ok nè. Rồi tóc bộ là 220.000 mấy chị nha. Tóc thẳng móc lai đi nha. Rồi tóc thẳng lai kim nè, ai lấy cái mẫu này comment giúp em là tóc thẳng lai kim kèm số điện thoại luôn giúp em. Tóc thẳng lai kim nha mấy chị nha. Tóc thẳng lai kim này là 240.000 nè, rất là đẹp luôn. Móc lai kim nha. Ai lấy mẫu này comment giúp em là tóc thẳng lai kim, mấy chị thấy màu lai của nó không? Đó, lai của nó lẫn lẫn nhẹ nhẹ rất là đẹp luôn. 240.000 một bộ có móc lai như vậy nha. Ai lấy cái bộ này comment giúp em là tóc thẳng lai kim kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 8170 là 220.000 nha. Rồi còn bộ tóc móc lai kim như vậy là 240.000 nha. Ai lấy mẫu này comment cho em là nâu vàng lai kim kèm số điện thoại luôn giúp em. Rồi xoăn ngang vai là 1804 nha Khánh Phương ơi. Xoăn ngang vai là 1804 cho chị nha chị. Rồi ai lấy comment cho em nha. Tóc thẳng lai kim kèm số điện thoại luôn cho em nha. Rồi chốt cho Ngọc Liên 8170 nè. Rồi em qua mẫu tiếp nha mấy chị nha. Rồi em qua tóc bộ xoăn dài mã 36 nè mấy chị nè. Nhân danh lấy tóc thẳng lai kim chốt cho em số điện thoại nha Nhân danh ơi. Chốt cho Nhân danh nè. Nguyên bộ không mái móc lai. Nguyên bộ không mái, không có móc lai nha, có loại không lai thôi nha bạn ơi. Rồi đi nha.
cái mẫu em đang mang là mã 36 xoăn dài nha. Ai lấy mẫu này comment giúp em là 36 xoăn dài kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 220 một bộ tặng kèm lưới chùm. Ai lấy mẫu này comment giúp em nha. 36 xoăn dài kèm số điện thoại luôn giúp em. Tóc đen dài thẳng là 220.000 nha. Tóc bộ nguyên đầu đồng giá là 220.000. Không móc lai là 220.000, dài ngắn đều 220.